Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của Nhật ký Xà Lan nha. Wow, anh đã chạy ghê vậy ta. Wow, tôi cũng nên chạy tiếng nghe hú nghe gần ra luôn các bạn. Chạy cũng khủng hoảng luôn, quá dữ luôn. Chạy như tàu dầu luôn các bạn. Hiện tại thì xà lan của mình đang nhận xi măng, nhận xi măng là mình đi lên Bình Dương, mình giao, mình đi tới lắp rồi nha các bạn. Chuẩn bị dịp qua mặt của mình nha các bạn. Là như xà lan đang chở sình, chở sình các bạn ơi. Và tiếng máy của ảnh là chạy cung men nha, nghe gầm rú quá dữ dội luôn kìa. À, hướng này có anh chạy cũng khá là lẹ các bạn ơi. Ủa mấy anh này sao anh chạy dữ vậy ta? Có lẽ mấy anh này chạy tranh thủ chạy về mé bên Quế An bệnh để kịp nước đi về bên Trà Ôn luôn đó các bạn. Đúng rồi các bạn ơi, anh chạy tranh thủ chạy về bên bên Quế An bển, thì bển nước còn lớn thì bển đi thẳng về nước xuôi về chào ông luôn nha. Hôm
mấy anh tranh thủ nước ra chạy cũng không thua kém gì tàu dầu. Phía trước chúng ta tới chợ Lách nha các bạn. Đây là cái chợ phía trước là chợ Lách nè. Cái này thì xà lan này thì chạy cát nha, anh chạy các bạn thấy nước là luôn rồi. Buổi chiều nay thì cái đường này rất trống trải nên ra mấy anh nào chạy cũng dữ nha các bạn, chạy nổi sóng luôn, nên chạy xịt khó đít luôn rồi. Đây các bạn, hướng ngược là chỗ cầu Chợ Lách đây. Ngoài có chiếc xe lan chảy xi măng hay gì nè. Đang đổ nước lớn, đang đổ nước xưa vô nha. Xe lan mình hiện tại thì đang chảy đứng ngược nha các bạn. Đây các bạn thấy lục bình nó chảy ngược hướng xe lan mình. Chảy cũng yếu rồi, gần ngoài dàm ngoài nó chảy mới mạnh. Đây, hiện tại thì mấy anh này anh tranh thủ anh chạy sớm qua bên kia thì nước còn lớn, ảnh đi thẳng về luôn, về Cần Thơ luôn. Chiếc này theo mình đoán chắc có lẽ chở xi măng đây các bạn, xi măng hay phân gạo đó, nói chung là chở hàng khô nha. Tại vì có những cái tấm bạc ở phía trên đang được đậy lên nè. Hậu Giang. Chiếc này chở xi măng BKMX Bình Dương các bạn ơi. Do mình giao xi măng Bình Dương, mình thấy chiếc này chạy thường chạy vô cầu ông cổ lắm nè. Ông cổ trống thì có nhà máy xi măng BKMX trống. Đây phía xa xa của chúng ta ở đằng sau có một chiếc xe lăn chạy cát đây các bạn. Chút xíu thì mấy ảnh chiếc này đi ngang qua mặt mình thì mình quay cho các bạn xem nha. Bên đây có anh ghe anh chạy cát anh đang chen qua mặt mình nữa này. Chứ phải chạy cát không ta? Và wow, chạy cát các bạn ơi. Qua mấy bản mình quay cho các bạn xem nha. Và wow, anh chạy thối thằng luôn các bạn. Quá dữ anh ơi anh chị. Wow. Tự như siêu nhân vậy. Chiếc này lái cần nha các bạn. Có cần lái dơ lên chỗ giò ảnh đạp rồi. Đây tới cầu Chợ Lách rồi nha các bạn. Phía trên bờ này là nhà lồng Chợ Lách nè. Đây là công viên Chợ Lách. Những thì giấc này cũng chiều gần tối thành ra. Ở đây người ta bàn ghế ra để bán cà phê về đêm nè. À, cái anh ghe này anh qua mặt luôn mấy anh xà lan phía trước luôn. Ngay cua đẳng thì có chiếc chở hàng khô đang đi nước xưa vô nha. Để mình zoom ra hơi lố một tí xem nó rung lắc tí, các bạn xem thông cảm nha các bạn. Chiếc cái chở cát hàng cô cát đá rồi các bạn ơi.
chở hơi nổi. Chiếc này chở đá các bạn ơi, nếu là chở hàng khô thì chở đá nha. Chở nổi phiêu các bạn, nửa chiếc. Đây là biển báo chiều cao hạn chế của cầu 7m nha các bạn. Cái này chiều thông thuyền bề ngang nè, bề ngang 30m. Thì biển báo gắn gắn hai chiều nha các bạn. Lúc nãy chiều ở hướng hướng bình là bên lách đi qua, và cái hướng ở ngoài Bến Tre đi về thì cũng vậy nha. Cái này cũng đi ra hướng kia luôn, vẫn là chiều cao 7m, chiều rộng bề ngang là 30m. Gì đâu bực. Làm gì vậy? Gì kiếm chuyện hả? Kiếm chuyện hả? Thì cũng tối rồi thôi, mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn xem video mới nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh để có thể đón xem những video mới nhất của Nhật ký xe đang up lên hàng ngày nha. Mình qua cái cầu cho lách này nữa là ra ngoài sông Hàm Luông rồi các bạn. Rồi bây giờ xin kết thúc video nha các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.